Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em lại lên một em bình đồng có chuyện đầy đủ luôn mọi người. Ai đây chuyện đây. Một em bình đồng ở ngoài này là họ đúc nổi chuyện luôn mọi người ạ. Có hai tai rồng luôn. Đấy, một em bình đồng. Đây à, đây quay cho mọi người xem cái chỗ này nó xước này, nó lộ vàng ra này. À, nó bị hơi một chút bị xước ở chỗ này. Mọi người có nhìn thấy nó vàng không? Em nhìn qua điện thoại có thấy nó vàng không? Đấy. À, bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem nhé. Chiều cao của em bình đồng này là 30 mọi người nhé. Chiều cao 30. Miệng của nó là 13,5. Bụng của nó là 66 mọi người nhé. Lọc lọc. Bụng 66. Cái bình đồng này thì là họ đúc mọi người. Đây là không mình nghĩ là đây là không phải là họ khắc, mà đây là họ đúc. Họ đúc thành họa tiết như này mọi người nhé. Đấy mọi người xem kỹ rồi. Họa tiết. Họa tiết là tương đối nó giống nhau mọi người ạ. Có cả búa chiêu tài này. Nói chung là nhiều họa tiết mình chả biết được đâu mọi người. Mình cứ thấy nó đẹp thì mình lấy về, mình đăng lên xem mà có ai lấy hay không thôi. Đây em quay ở cái tai này cho mọi người xem. Đấy, đây có tai rất là chắc luôn mọi người nhá. Chiều cao 30. Bụng 66. Miệng của nó là 13,5 mọi người nhá. À, cái bình này cũng khá là nặng cân này mọi người. Hơi bị nhiều đồng đấy. Đây mọi người bên trong nó này. À, mọi người ai mà muốn mua cái bình đồng này cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962949668 mọi người nhá. Mọi người mà mua bất cứ một gì mọi người cứ liên hệ vào đấy với mình nhá mọi người nhá. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi bye bye mọi người.